Chào mọi người, lại là mình đây, mình là Geocat. Hôm nay mình có một video thử thách 100 ngày sinh tồn Minecraft Pixelmon phá đảo luôn, nhưng mà chỉ với 10 quả bon thường thôi, đó chính là 10 quả bon đỏ thôi nha mọi người. Liệu mình có thể bắt được huyền thoại đắng sáng tạo Azeroth hay không đây? Đừng quên theo chân mình nha, và đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ bấm vô cái chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới nha mọi người. Play.pclmc.vn là server Minecraft Pokemon hay nhất tại Việt Nam. Có rất nhiều tính năng mới, có nhiều loại Pokemon mới và các hình dạng đặc biệt mà bạn chưa từng thấy bao giờ. Ghé ngay để chơi Pixelmon cùng các YouTuber nha. Khởi đầu mình sẽ chọn con Charmander, nó sẽ giúp mình bay để việc cày trứng nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, và lần này mình xuất hiện tại một khu vực hoang mạc hoang sơ. Và mình không biết là nơi đây có cái gì hot không nữa. Thì việc đầu tiên á, cần làm trong cái thử thách lần này thì đó chính là những cái chỗ poke stop đó mọi người. Mình sẽ đến những cái chỗ đó để mà mình lấy trứng. Oh my god, sao có cái kia ở trên trời vậy? Mình lấy trứng, tại vì mọi người biết vì sao không? Trong cái video ngày hôm nay luật lệ đó chính là chúng ta chỉ dùng được 10 quả bon thường. Và để phá đảo được cái thử thách lần này thì hơi căng đó mọi người. Chỉ với 10 quả bon thường thôi. Để coi là tôi có phá đảo được hay không nha. Và mọi người đừng quên để lại một like nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy thêm gỗ và thức ăn. Chúng ta chỉ được dùng mỗi 10 quả bon Pokemon thôi. Cho nên là cái việc dùng Raybon đó là một cái điều xa xỉ. Oh my god, sao nhiều Raybon vậy? Trời ơi, quá nhiều Raybon nhưng mà chúng ta không dùng được. Và chúng ta không được dùng tất cả các bon gì khác ngoài bon thường. Đây là một điều rất là căng thẳng nha mọi người. Thì tôi sẽ làm một cái này trước. Thì bây giờ thì chắc cái đường này đó đi. Các bạn đang xem video của mình thì đừng quên kéo xuống phần bình luận nha. Ở dưới phần bình luận mình có ghi một số thông tin khá là hay ho nha. Rồi, bây giờ mình sẽ nhắm đến đó chính là những cái Pokestop đằng kia để lấy trứng. Lấy trứng thì chúng ta không cần phải bắt Pokemon nữa, chỉ cần cày trứng là có Pokemon để đi thách đấu rồi. 10 quả bon thường này chúng ta sẽ bắt những cái con Pokemon nó gọi là quan trọng ha. Đây là một trong những thử thách khá là khó, chỉ với những quả bon thường thì giai đoạn đầu tỷ lệ bắt nó rất là cao nha mọi người. Thì mình đã gọi là có setup rồi, tức là giai đoạn đầu game thì nó sẽ tỷ lệ bắt sẽ cao hơn, bắt đầu tới cuối game nó sẽ thấp dần. Oh my god, và lần này mình phía trước hình như có một ngôi làng kìa. Ở đây là một cái khu quần đảo với nó nhìn rất là lạ nha mọi người. Không biết là sẽ có cái con gì sẽ xuất hiện giai đoạn đầu đây. Tôi hóng quá mọi người ơi. Giờ tôi sẽ đi lấy trứng. Đó, việc đầu tiên phải lấy trứng hết tất cả cái chỗ này. Và không được bắt Pokemon bừa bãi nha mọi người. Thôi giờ qua ngay ngôi làng kia kiếm tí đồ phát. Oh my god, đây là một ngôi làng gì đó rất là lạ nha mọi người. Chắc mình sẽ phải lấy lên đỏ đi. Ok. Và ngôi làng này hình như là có rơm, chúng ta sẽ có được bánh mì đấy. Ok, vậy là chúng ta đã có thức ăn rồi. Thì chơi trong thử thách lần này thì chúng ta chỉ cần thức ăn thôi, không cần lấy tiền hay là bon gì đâu mọi người ơi. Tại vì không có dùng được. Có cái giường, sao nãy mình phải đi đào cái giường làm gì. Ok, mình sẽ lấy nhiều giường nhất có thể. Và trong mấy cái nhà này có chứa rất là nhiều cái rương nha. Mình không biết tại sao có cái cục vàng nữa mọi người. Nhưng mà mình sẽ không lấy vàng, tại vì lấy đúng đâu làm được gì đâu. Và rất là nhiều cái ngôi nhà nó bị nổ tung và nó chìm dưới đáy hồ mọi người ơi. Và trong mấy cái ngôi nhà thì rương thì quá trời luôn. Oh my god, tôi lại bị chìm nữa rồi. Giờ chắc mình phải chế gỗ để làm block thôi. Làm block bắt lên cho nó tiện ha. Một cái rương. Rồi đây có một cái ba lô. Ba lô du hành. Ba lô thám hiểm mọi người ơi. Giờ mình sẽ máng cái ba lô này lên. Đấy, mình sẽ che ba lô lên. Rồi, ok đó, ổn rồi đó. Và chỗ này thì cho chúng ta rất là nhiều lúa. Khởi đầu mà gặp cái ngôi làng này cũng khá là ổn nha. Và đây là một trong những ngôi làng rất là kỳ lạ mà mình từng đi qua. Ok. Bên kia cũng có một cái... Ê! Bẫy rồi, lại rớt rồi. Ở đầu như vậy thì cũng khá là mệt mỏi nha mọi người. Tại vì cái chỗ này nước nó không có được bằng phẳng cho lắm. Trong đây có mấy cái lò mà... có than nữa này. Lấy than luôn. Và hình như là phía trên cũng có đường đi. Nhưng mà vấn đề là bây giờ chúng ta không có đá. Thôi chắc mình sẽ đi đào một tí đá vậy. Ấy da, xương rồng. 1, 2, 3 cục đá là đủ. Ủa sao có mới có 2 cục vậy? Rồi ok. Giờ tôi sẽ làm một cái cây cúp. Xong, một cái cúp đá đã được ra đời. Woo. Giờ mình sẽ leo lên trên, mình thám hiểm phía trên luôn nha mọi người. Từ từ, ở đây có cái gì đây? Cái nhà lúc nãy. Trời ơi, có một cái rương. Cái rương này cho đồ ngon đây. Đồ heo item, mình sẽ bỏ lên một số berry. Bánh mì. Số bánh mì, một số heo item, lục bảo này kia thôi, một cái đĩa fire blast cũng được. Rồi, có còn hơn không nha mọi người. Còn một cái nhà bên kia mình sẽ qua loot nốt luôn. Để coi bên này có cái gì đây. Không có cái gì hết. Ngoài một cục than. Rồi, lên đường thôi. Oh my god, mình đi ra hoang mạc đang định lấy trứng thì mình phát hiện ra một con Salamence mọi người ơi. Đây là một trong những á thần bình thường thôi.
Nhưng mà có cái là vẻ ngoài nó rất là đẹp nha mọi người. Wow, hình mặt trăng rất là ngầu lòi luôn nha mọi người. Oh my god, liệu đây có phải là loài á thằng kỳ lạ trong lịch sử hay không? Ok, giờ tôi chỉ có 10 bon thượng thôi. Oh my god, với một quả bo này không dính là những quả khác là không dính nha. Mình cũng hên xui các bạn à, thôi cứ ném lại đi. Oh no, quả đầu tiên, may quá, quả đầu tiên chưa có bị biến mất. hên quá, sửa lại, hay rồi, sửa lại. Oh my god, tôi không dám ném con này luôn ấy. Rất là đáng sợ mọi người, trời ơi, giờ chỉ có 10 quả bo thôi mà con này sao bắt dính đây? Ôi ơi, ngay con á thằng đầu tiên nữa chứ, sao nó lại không ra cái con nào thường thường thôi. Rồi, oh my god. Như vậy là những, vậy là đúng rồi các bạn ơi, những quả đầu tiên tỷ lệ bắt sẽ cao hơn, sau đó nó sẽ thấp dần. Wow, chúng ta đã bắt được Salaman Alpha. Woo, yeah, con này giúp mình bay, nhưng mà bay độ bình thường thôi, cái con này nó không có chế độ bay cấp độ nhanh nha mọi người. Oh my god, như vậy chúng ta chỉ còn 9 quả bon thôi. Trời ơi, bắt ui mày thế nha, quả đầu tiên khá là hên luôn. Rồi những quả tiếp theo thì nó sẽ khó dính hơn đấy mọi người. Thì không biết là độ may mắn của mình tới đâu đây. Tiếp tục lút trứng. Lút trứng tiếp thôi. Và mục tiêu của mình là phá đảo, đó chính là bắt Arceus nha mọi người. Bắt Arceus bằng bon đỏ. Thì chúng ta cần phải đi triệu hồi được con Arceus. Và để mà triệu hồi được thì chắc phải đi đánh nhiều trainer đấy. Oh my god. Đánh nhiều trainer và đi lút nhiều chỗ. Thực sự mà nói thì mình quá trời nhiều đồ luôn. Mình sẽ lấy cục revive lại. Ok, những cái đồ không liên quan mình sẽ vứt qua một bên. Ôi sao tôi tặng hai cái giường lại vậy. Một cái là đủ rồi. Chúng ta đã có được tiến trình ngủ ngon. May là có đồ share kinh nghiệm. Đây, mọi người có thể đọc. Bật thiết bị đặc biệt này sẽ cho phép tất cả Pokemon trong nhóm của bạn nhận được kinh nghiệm từ các trận chiến. Oh, ok, đã bật nha mọi người. Giờ mình chỉ cần đi sky boss thôi là con Charmander nó sẽ lên cấp. Tiếp tục loot trứng. Và loot trứng. Số trứng mình mang trên người cũng khá là nhiều rồi. Và mình tìm thấy một con boss Garchomp. Ok, ngồi lại đánh với thôi. Test thử sức mạnh của Salamence Alpha sẽ như thế nào đây. Mình sẽ sử dụng tuyệt kỹ Fly. Oh my god, Garchomp đã hạ được một con rồi. No, khả năng là đánh Garchomp hơi khó thôi mọi người ơi. Garchomp 4 sao, kéo được 24% máu rồi. Ok, và kéo được 35% máu. À đâu? Ừ, 35% máu rồi. Hai con đã bị hy sinh. Salamence của mình bị kéo còn có 50% máu rồi mọi người ơi. Và có chiêu hồi máu. À, hồi máu từ heo ngoại tầm quả táo. Tiếp tục sử dụng Fly. Và lần này Garchomp đã bật lớp giáp cho mình là 6 lớp giáp. Và tiếp tục bị hạ gục. Oh no, đồng đội mình toi rồi, khả năng không hạ được Garchomp rồi. Xuyên giáp đến từ vị trí của William. Có vẻ như chúng ta đã phá được 3 lớp giáp của Garchomp á thằng rồi. Liệu chúng ta có hạ được Garchomp hay không đây? Đây rồi, tất cả lớp giáp của Garchomp đã bị phá hủy, chỉ còn 25% máu. Mình sẽ tiếp tục sử dụng tuyệt kỹ Fly. Và lần này Garchomp đã biến mất do đồng đội của mình bị mắc quá nhiều, bị hạ quá nhiều. Đi lấy trứng. Oh my god, một quả trứng 25km đã vào túi của mình. Như vậy là chúng ta, nếu mà hên, chúng ta sẽ mở ra Zacian. Còn xui thì ra con cùi. Ok, để coi ra con gì đây. Oh my god, gần đây có một con boss mọi người ơi. Và hình như nó dưới hang động. Dưới hang động thì thôi bỏ qua đi. Những quả trứng đầu tiên, chúng ta có con gì đây? Oh, Geoduck, level cùi quá. Và đánh con boss nhỏ này đi. Đánh con boss nhỏ này để kéo cấp cho tụi nó. Con kia nãy mạnh quá, đánh không lại. Con này thì khả năng mình sẽ đánh lại được ấy. Ui giời ơi, nó trâu thế. Đù, đây rồi. Hạ gục thành công, được một đĩa động đất nha mọi người. Mình sẽ không bắt con này để chừa bo lại. Mình nhận được một cái orc gì đó. Và cái orc này nó không có thông tin. Tiếp tục cắt đồ và lên đường thôi. Phía trước mặt của mình xuất hiện một con boss. Rồi, và nó đã biến mất luôn. Trời ơi, chưa kịp đánh nữa. Mình tìm thấy một ngôi làng phía trước mặt luôn. Khá là may mắn cho mình. Trời ơi, đi một tí thôi là thấy rồi. Có một cái hội quán nữa, cày cấp khá là ngon đây. Việc đầu tiên mình vô làng không phải là hồi máu đâu mọi người, đó chính là loot đồ. Nhưng vấn đề là bây giờ tôi không cần dùng đến tiền, nên là tôi chỉ cần hồi máu thôi. Sau đó mình sẽ tìm người mạnh nhất trong ngôi làng này để mình đi thách đấu cho mọi người. À, đây có một ông đang núp nè, để coi ông này có mạnh hay không đây. Hello. Có vẻ như ông này không có muốn đánh nhau. Đây là ông level 35 sao. Có vẻ đây là người mạnh nhất làng rồi và tôi sẽ thách đấu với anh ấy. No, anh ấy đang đi chạy. Chạy đi đâu đây? Salamence sức chặn. Đấu với Houndour, mình sử dụng Dragon Tail. Oh my god, có vẻ như là không hiệu quả lắm. Đừng có đồ với Dragon Tail nha. Và Charmander đã lên cấp rất là nhiều. Tiếp tục sử dụng Dragon Tail với Poplun. Dragon Tail tác dụng đến đâu đây? Không có tác dụng, tôi sẽ đổi qua chiêu Fly. Đã tránh được cuộc tấn công. Sau khi bị tấn công, Salamence đáp trả với chiêu Fly rất là đau. Tấn công nhanh đến từ vị trí của Electrai. Và Electrai đang đợi. Có vẻ như Salamence bay lên không trung. Và thức ăn thừa của Salamence đã phục hồi một phần sức khỏe của nó.
À, đó chính là heo ai tầm quả táo đấy các bạn. Như vậy là chúng ta đã hạ gục thành công và Charmander đã lên cấp rồi mọi người ơi. Và chúng ta nhận được wow, những mảnh play rất là đã luôn nha mọi người. Đó, chỉ cần đi cày trainer thôi là được. Cảm ơn một ông trainer. Ui, cho chúng ta rất là nhiều cấp độ và rất là nhiều đồ. Wow. Ok, giờ tôi sẽ đi loot thêm. Ui, từ từ. Đã là ngôi làng thì chắc chắn phải có một cái ngôi nhà. Ô, ngôi nhà thợ làng rèn. Đây rồi, vừa mới nói. Nhà thợ rèn cho chúng ta vào đây. Ô, lại là play, những mảnh play và đồ ăn. Ô, ngôi làng có sẵn ba lô. Nhưng mà ba lô của mình thôi chắc mang thêm một cái ba lô nữa đi. Dù gì nó vẫn đỡ hơn là một cái ba lô. Bỏ những cái trứng hai lại, lấy thêm mảnh play. Và tôi sẽ cắt play vào ba lô. Yes sir. Lấy cái vuốt rồng. Rồi hợp lý rồi đó. Charmander lên được cấp độ rất là cao. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi lên trên đánh hội quán. Và lần này ô, cái hội quán này thì thủ lĩnh nó nằm ở dưới mọi người ơi. Nhưng mà mình thích đi đường trên. Mình đi trên thì sau đó mình nhảy xuống dưới. Mình đánh thủ lĩnh luôn. Đây rồi, chúng ta đã đến được cái hội quán rồi. Và đây là thủ lĩnh. Oh my god, chỉ với một con thắng được hay không đây. Nãy giờ mình chưa có xem cấp độ. Hệ của Solomon là hệ rồng và hệ bay nha mọi người. Con này có chiêu Fly và Dragon Tail. Lấy Dragon Tail, mục tiêu bị đánh bật ra xa và một Pokemon khác bị lôi ra ngoài. Trong tự nhiên, chiêu thức này kết thúc trận chiến chống lại một Pokemon. À, con này thiên về cái gì đây? Tấn công, sát thương vật lý. Oh my god. Oh, mình đều có những chiêu sát thương vật lý. Rồi, thách đấu đây. Tiến lên đây. Oh, ừ, hên quá, cái hội quán này không phải là Eco. Eco là những cái con Pokemon sẽ bằng cấp độ mình. Còn hội quán này là hội quán thường nên là mình đánh rất là dễ và tiện luôn. À, ha, ha. Cuộc chiến bên trong lòng bát giác. Một con nè. Chiêu đất à. Ồ, không có gì phải đáng lo ngại. Lên đường nè. Tiếp theo là Wooper. Ồ, giống bắn bong bóng mình á. Gan trời. Ghê vậy. À, không có tác dụng. Sử dụng Fly. Này nè. Tiếp tục sử dụng Fly. Chiêu này thực sự rất hiệu quả. Có vẻ như là mình đã đánh hụt rồi. Không được rồi, không ổn rồi, đổi chiêu thôi. Salaman gánh team, rất là gánh team luôn mọi người ơi. Dragon Tail kết liễu thành công. Tiếp tục sử dụng Dragon Tail kết liễu luôn. Ok, còn một con cuối cùng. Ba thôi. Đi luôn. Ha, rất đơn giản, một cái đĩa. Oh my god, chiêu đất của mình đã tiến hóa rồi bạn ơi. Để coi nó sẽ tiến hóa thành cái con gì đây. Nó sẽ ngầu hơn một tí, nó sẽ mập hơn một tí. Nó là hình như tiến hóa thành Traveler đúng không ta? Bốn tay luôn. Oh my god. Traveler thật các bạn à. Trời ơi, mình nói đâu sai. Oh, gần đây xuất hiện một con boss nữa. Đi ra đánh con boss nhanh. Giờ làm sao để ra? À, leo lên đây. Đào luôn, không có nói nhiều. Chúng ta cách con boss đâu đó tầm 30 block thôi. Đây rồi. Mega luôn. Rồi đánh lại ông đây. Đánh lại ông đây. Level 100 thôi toàn rồi. Ai đánh trước người đó win. Rồi, xong. Xong phim rồi đó. Đi ngủ là vừa. Đánh đấm gì tầm này nữa, mạnh quá. Và đi chưa được bao xa mình lại tìm thấy một cái ngôi làng, một cái hội quán đó mọi người ơi. Trời ơi, sao hội quán cứ dồn dập tới tôi thế này. Và phía trên đây có xuất hiện một con Charizard nha mọi người. Oh my god, con Charizard level thấp thôi. Nhưng mà con này không có mạnh nên bắt không ta. Mà thôi bắt đại đi. Để coi một bon có dính hay không đây. Nhìn nó rất là hung hăng nha mọi người. Hung hăng chứ, sorry. Đấy. Quể lại bể bon rồi. Ê, bể bon khả năng là dính nha. Từ từ. Cắt đồ vô cái coi. Ủa, đâu rồi? Hư bon của tôi rồi. Đây. Liệu có dính hay không đây? Chỉ với một bon. Oh my god, dính không? Trời ơi, không dính rồi anh em ơi. Thôi toàn rồi. Kiểu này là không xong rồi. Thôi test lại thêm một bon nữa nha. Gì vậy? Ai? No. Ôi, trời ơi, tưởng đâu hạ được con Charizard rồi chứ. Giật cái mình. Dính không, dính không. Rồi, bon của tôi mất tiêu luôn rồi các bạn ơi. Bon tôi đâu? Oh. Dính thật các bạn. Oh my god, chỉ với hai bon thế cũng được. Ơi, vô đánh ông này luôn. Ừ, có thêm một cái bon đồng minh rồi. Yes sir. Metang, Dragon Tail nè. Oh my god, nó hóa đây nó mất các bạn. Ui, bự thế. Trận chiến ở trong một cái lồng hoặc một cái phi thuyền ngoài hành tinh các bạn. Đây là hội quán hệ siêu linh nha các bạn. Nếu mình đoán không nhầm, chính xác 100%. Wow, hóa đây nó mắt to thế. Chú em, mạnh vậy. Có vẻ như mình đánh không được các bạn. Này thì đánh không được này. Ok, sử dụng Dragon Tail tiếp tục để hạ gục thành công luôn. Phải thành công thôi, chứ sao mà thất bại được. Tiếp tục sử dụng Dragon Tail và Wolf Buffet. Oh yes. Nó phản đa mình chết luôn các bạn à. Mạnh dữ vậy sao. Oh my god.
Charizard sử dụng Slash. Cố lên em ơi, đây rồi, tiếp tục sử dụng Slash. Phải như vậy chứ, người anh em. Rồi, Charizard bị ngủ rồi. Và Charmander của mình đã tiến hóa rồi các bạn. Tiến hóa thành Charizard rồi thì phải. Mình không biết nữa sao mình thấy cái hiệu ứng bị tiến hóa kìa. Và toàn rồi. No, chẳng lẽ tôi thua tới vậy, thua tới vậy sao? Oh my god. Charizard đã tỉnh dậy và có vẻ như là... À, quên. Mình còn cái gì anh em biết không? Revive, thế mình sẽ revive cho con Salamence thôi. Đấy, tôi biết ngay mà, Charizard bị hạ, Salamence lại quay trở lại. Bronzor nè, lần này thì cho Bronzor lên bảng điểm số. Oh my god, mình học được chiêu Fire Fang luôn. Yes sir. Dragon Tail tiếp tục để hạ gục con Kadabra. Ok. Tiếp tục Dragon Tail, lại là cái con Bontoy gì nữa nè. Bontoy với chúng tôi. Rồi, và mình đã hạ gục thành công, lấy được một cái hiệu hiệu nữa và một cái đĩa. Và lần này Charmander đã tiến hóa thành Charizard luôn các bạn. Như vậy chúng ta đã có được hai con Charizard luôn. Rất là ảo mà. Ok, cùng xem nó tiến hóa nha. Tại vì chúng ta có cái đồ ad kinh nghiệm nên là nó lên cấp rất là nhanh. À quên, tiến hóa thành Charmeleon. Sorry. Chứ level 36 nó mới thành Charizard được anh em ơi. Rồi. Giờ muốn lên cấp nữa thì đánh mấy người dưới này nè. Ồ, cái chỗ này chúng ta cần phải đào xuống. Mình thời chắc mình sẽ không có đánh mấy người dưới này đâu. Đánh mấy người dưới này chỉ mất thời gian, tôi sẽ đi săn thêm Pokemon. Thôi toàn rồi, mình bị kẹt rồi anh em. Để chắc đào xuống dưới luôn quá. Oh my god. No. Tôi bị bắt rồi. Tôi bị bắt vì tội phá hủy tài sản anh em ơi. Đừng có đùa. Mấy ông khởi đầu này dễ đánh lắm bạn. Rồi giờ chúng ta phải đi tìm một cái đường để đi ra. Cái hội quán này nó là một cái mê cung rất là mệt mỏi nha mọi người. Thề cho tôi đi ra được không? Thôi tôi đào đất tôi đi ra luôn. Hello. Tôi cũng đi ra được rồi bạn ơi. Trời ơi, hội quán thật là mệt mỏi. Ê, nghĩa qua shop coi bán gì không? Bán bon nhưng mà rất tiếc là không mua được. À, để coi mua revive đi. Oh, mắc potion. Đây, tôi sẽ mua cái hồi máu. Nó đâu có cấm mình dùng hồi máu hoặc là dùng revive đâu. Nó chỉ cấm mình dùng bon khác thôi. Yes, 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 yes. Ăn miếng bánh mì coi. Ở đây có một con boss nữa kìa. Nhưng mà tôi sẽ vào đây tôi hồi máu cái đã. Sẽ đi một cái đường rất là lạ. Đấy, trời ơi, đào ngay chân luôn các bạn. Không hụt tí nào luôn. Hồi máu cho tôi. Ủa, không hồi máu được vậy? Hay là mình đi, do mình đi đường vòng ta? Trời ơi, trời ơi, bị lắc. Thành công anh em ơi. Wow, phía bên trên là một cái cao nguyên hùng vĩ. Không biết ở đây có con gì xuất hiện hôm nay. Nhìn rất là đáng sợ nha mọi người. Trời ơi, cùng đi lên thám hiểm thử. Wow. Oh my god, có một cánh rừng phía trên đây luôn các bạn ơi. Trời ơi, ảo ma chưa? Ui vãi vãi các bạn ơi, có xuất hiện một con Rayquaza các bạn. Và cái con Ray này là mình đã thấy được ở đâu đó rồi. Đây là gì đây? Rayquaza đã xuất hiện trong khu vực Tropical Mountain. Đây là khu vực núi Tropical các bạn, rất là gây. Ê, trời. Xém chết. No, mình không thể bỏ lỡ cho Rayquaza được các bạn. Ăn vô đi hồi máu nhanh lên. Ui mày thế. Một pha hạ cánh xém chết còn nửa tim. Icon, rồi mình mở ra Icon với Tauros. Chết rồi, nếu vậy thì nếu mà mình bắt dính Rayquaza thì mình sẽ không còn slot nữa. Và việc tiếp theo mình phải đi tìm PC đó mọi người. Ok, giờ tôi sẽ bắt Rayquaza nha. Dạ, dính được hay không là một vấn đề nan giải đây các bạn ơi. Trời ơi, đầu tiên là mình sẽ ném bon trước. À, có vẻ như là cái con Ray này nó bị kẹt rồi các bạn. Từ, sao mình lại bay nhanh nữa rồi. Ơi, nó hết bị kẹt rồi kìa. Hây. Ném phát trúng luôn các bạn. Nhưng mà có dính hay không? Sao mà dính được các bạn? Trời ơi, Rayquaza mà các bạn tưởng là con Pokemon thường hay sao vậy? Bỏ bon thứ hai. Có vẻ như là ném nó không có trúng rồi, nó bị hư rồi. Không dính rồi các bạn ơi. Toàn thế thôi nè, kiểu này là mình phải thách đấu với nó thôi các bạn. Phải thách đấu để cho nó đứng yên một chỗ mới được. Đây là một con Ray rất là quan trọng đấy. Đừng có đùa. Trên cái vùng cao nguyên như thế này thì không hiếm, không phải gọi là dễ xuất hiện một con huyền thoại như thế này đâu. Chúng ta phải đi xa lắm đấy. Và các bạn thấy đó, những cái video 100 ngày trước đó, mình đi không bao giờ thấy được cái thảo nguyên này luôn nha. Khó lắm. Sao không thách đấu được vậy? Oh my god. Trời ơi, khó ném quá mọi người ơi. Có vẻ như là chúng ta cần phải bật cái hitbox lên rồi. Đây, hitbox là cái ô như thế này đây. Khi mà chúng ta ném thẳng vô đây thì nó sẽ mới trúng được nha các bạn. Còn không thì thua. No, tôi phải bắt được con Ray này. Ném bon luôn. Ok. Thôi xong rồi. Không bắt được rồi các bạn ơi. Vậy là con Ray này là linh thú huyền thoại rồi, chúng ta không thể bắt được. No. Ơi, sao tôi còn có 4 bon vậy? Không sao các bạn, cái quả bon chúng ta có thể mua lại được nha. Tại vì chỉ tính quả bon khi chúng ta bắt được Pokemon thôi nha. Còn lại khi mà chúng ta bị rớt gì đó, chúng ta có thể mua lại được.
Ôi lỏ bạn ơi, thôi quay về thôi. Rayquaza huyền thoại như thế này mà không bắt được, quá là buồn. Nó là linh thú rồi các bạn, con này không bắt được. Có một số con linh thú là mình không bắt được nha. Nhưng mà tùy lúc nữa, tùy lúc hơn thì mình mới được bắt. Còn không thì không được bắt. Ok, thôi bây giờ mình vô đây mua tí bon thường lại thôi. Hồi nãy là mình dùng bao nhiêu bon này đã? 2 bon cho Charizard, 1 bon cho Salamence. Như vậy là mình sẽ mua thêm 3 bon nữa. Tại vì hiện tại còn đúng là mình còn 7 bon đấy. Rồi. Ngủ. Sáng sớm ra có con boss xuất hiện nhưng mà nó là epic nên là thôi mình không đánh nữa anh em ơi. Gần đó có một ông trainer level 31 thôi, lúc mình sẽ đánh ông này cho đỡ buồn đi chứ. Cái con boss nó level trâu quá, mình ấy là mình đánh là không lại rồi đó các bạn. Trâu quá thì thôi em xin cứu. Này thì Parade này, Mystery Verse đúng không? Fly. Đi luôn. Tiếp theo là con nhện. Del Pider gì đây? À được hay không đây? Với chiều fly chắc hụt rồi. Oh trúng luôn các bạn. Woo. Oh chúng ta được 2 mảnh play nữa rồi. Oh như vậy là chúng ta đã thu thập được chưa nhiều cho lắm bạn ơi. Chưa có nhiều đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn mười mấy mảnh nữa các bạn. Còn lâu lắm. Oh my god. Khi nào đây? Khi nào mới đủ play đây? Mới phá đảo được đây? Nhiều ngày tháng lên đên trên các khắp mọi mặt trận vùng miền. Mình vẫn chưa dám bắt một con nào hết. Tại vì mình chỉ có 7 bon nữa các bạn. Nhưng mà số trứng mình mở ra rất là nhiều rồi nha mọi người ơi. Thì hiện tại là đây, mình đã mở được 4 trang rồi. Đó, là mọi người thấy cái sức phiêu lưu của mình nó rất là cao rồi. Thì trong cái 4 trang này mình chả mở được cái con nào xịn mọi người. Thì trong thời gian mà mình đi cày thì mình cày được 3 cái trứng này ha. 3 cái trứng 25. Ủa đâu ta? Đây, 3 trứng 25 thì mình sẽ mở trong bữa ngày nay luôn các bạn ơi. Rồi, giờ chờ nữa thì hơi lâu các bạn. Tại vì cày trứng 25 thì mọi người biết rất là lâu. 25km trong game này rất là lâu nha. Rồi, thì trong những cái tất cả cái trứng mà mình đã mở thì nó không có cái con nào xịn hết mọi người. Thì có những cái con xịn như là Raytini, nên là mình đã có rất là nhiều Raytini luôn, nhưng mà mình đã cày Raytini lên rồi. Đây, mình chỉ cày một con thành Dragonite thôi. Còn lại mấy con khác thì mình đã quăng vô đây hết. Đó, mình đang chờ slot để kiếm cái con nào xịn mình bắt vô. Nhưng mà vấn đề là tôi chỉ có 7 bon nên là không có dám bắt nhiều ấy, bắt nhiều hụt thì toan luôn. Rồi, giờ mình sẽ mở hết những cái trứng mà năm trước đây ha. Năm 10 gì đó mình chả nhớ nữa. Rồi, mình mở hết cái chỗ này rồi sau đó mình sẽ mở trứng 25 nha. Oh my god. Đa phần là ra Raytini rất là nhiều luôn. Cho nên là mình đã đưa nó vô đội hình. Ồ, còn lại mấy con này mình sẽ cắt vô thôi. Cắt mấy con này vô. Tèn. Đó, đội hình mình hiện tại chỉ có 3 con, mình đã cày lên cũng khá level rồi. Thôi đi ngủ cái đi, sáng chúng ta mở cho nó lấy hên nha. Ok. Đội hình chuẩn 3 con. Rồi, để coi ba trứng này mình đã chừa rất là lâu rồi. Thì để coi là chúng ta sẽ ra con gì nha. Đầu tiên là Glacier. Wow, hợp lý luôn mọi người ơi. Tuyệt vời. Tiếp theo nè. Rồi, đi bội rồi, cứ fan là đi bội rồi. Tiếp theo là con gì đây? Hey. Chúng ta mở được bộ đôi ngựa luôn. Glacier và Spectre. Oh my god. Wow, thật là may mắn các bạn ơi. Không thể tin được, tôi có thể mở một lúc ra hai con ngựa. Và số kẹo thì mình chỉ có 3 viên kẹo L thôi. Còn lại mình đã dồn cho tất cả cái con Pokemon của mình hết rồi. Ok, để mình học chiêu cho nó nha. Ok, chắc mình sẽ học cho con hệ ma đi. Hệ ma nó mạnh hơn con hệ băng đây ơi. Lên 29. Cứ fan level cao đấy, nhưng mà thôi. Tôi chỉ cày những con mà tôi cần thiết cày thôi nha anh em. Và đồ nghề mình giờ tan tành hết rồi, chỉ còn mỗi cái cúp gỗ thôi. Ok, thì không sao, chúng ta có cái đồ xe kinh nghiệm nên là chúng ta cày cũng nhanh lắm. Xem kỹ năng biệt hóa nha. Chill Town nè. Mục tiêu bị chế nhạo trong cơn thịnh nộ cho phép nó chỉ sử dụng các đòn tấn công trong 3 lượt. Miss Pokemon che giấu bản thân và các đồng minh của mình trong một màn xương trắng ngăn không cho bất kỳ chỉ số nào của họ bị hạ thấp trong 5 lượt. Storm, mục tiêu bị dẫm bằng một bàn chân lớn. Chiêu thức này cũng có thể làm cho mục tiêu nào núng. Oh, cũng hay đấy. Thêm skill này thôi. Gunsforay, mục tiêu được tiếp xúc với một tia nham hiểm gây ra hiệu ứng nhầm lẫn. Là sao ta? Shadowborn, Pokemon ném một đốm màu mờ và mục tiêu. Chiêu thức này cũng có thể làm giảm chỉ số SP phòng thủ của mục tiêu. Oh my god. Bên kia nó lại có một cái căn nhà hồi máu mọi người ơi. Nhưng mà bây giờ thì cái việc mình đang cần cũng không phải là bon, cũng không phải là tiền các bạn. Tại vì bây giờ tiền không mua được mà bon cũng không dùng được. Đấy, tôi chỉ dùng được còn có 7 quả thôi các bạn. Oh my god. Để coi trong đây nó có cái gì hết không. Khồi cũng bình thường. Oh, từ. À, revive, mắc revive cũng được ấy mọi người. Ấy, xài hợp lý luôn.
chắc quăng vô ba lô này quá. Ba lô này thì mình cũng chứa khá khá đồ rồi nhưng mà toàn đồ lỏ bạn ơi. Thì mấy cái đồ này kia lên ta lên tinh thôi. Mà thôi để đó đi. Bây giờ việc tiếp theo của chúng ta đó chính là đi cày cấp cho hai con ngựa kia để có gì mình gặp mấy cái đối thủ mạnh mình còn có đường xử lý như là mấy con boss chẳng hạn. Ôi giời ơi, mới nói boss là có boss các bạn ơi. Mình phát hiện ra một con boss Gachum và con này là phiên bản như đây. Oh, uncommon. Oh, con này cũng bình thường các bạn. Ui, cũng không đáng sợ cho lắm. Mình chỉ sợ những con epic legendary này kia thôi. Ok, mình sẽ sử dụng Dragon Tail nha mọi người. Con này level 88 cũng căng phết đấy các bạn ơi, không thể đùa được đâu. Rồi, xong rồi, nó né. Trời ơi. Đánh hụt rồi anh em ơi. Thôi xong rồi, phải dùng đến Max Revive rồi. Trời ơi, mới nhận Max Revive là phải dùng liền luôn. Oh my god, không sao tôi còn Dragon Knight nữa mà. Dragon Knight có chiêu Dragon Tail. Oh. Giờ con ngựa này ra không làm được gì đâu. Thôi tôi sẽ dùng Max Revive tôi hồi sinh Salaman mới được. Rồi sao con boss này mà mình đánh còn không lại các bạn biết vì sao không? Tại vì bây giờ chúng ta không có đội hình, chúng ta không có con nào mạnh ấy, chỉ có mỗi con Salaman thôi. Vãi nồi. Thôi đi cày thêm mới được. Kiểu này là không ổn rồi. Ok, ngoài này thì nhiều chiêu boss nên là cày cũng dễ thôi. Tiếp tục cày thôi anh em ơi, cày đến khi nào mà mình mạnh nhất thì thôi mọi người ơi, để mình gặp những đối thủ mình không bị yếu nữa. Chứ mình gặp toàn gặp mình bị nhét nên là mình sẽ gọi là thành một kẻ thất bại đây mà. Con này là 5 lớp giáp, Lyren. Ok, đánh đấu con này mình sẽ đi ngủ như vậy. Và trước mặt mình là một ngôi làng mọi người ơi, khá là ok đấy. Thì cái chỗ này chỗ boss rất là nhiều, ngoài vùng hoang mạc này thì chỗ boss không hề thiếu luôn mọi người. Cày phải gọi là siêu lên cấp nhanh luôn. Đấy, ui Auray này có tác dụng nhưng mà vấn đề là nó đang có cái lớp giáp hơi căng, khó quá. Tiếp tục sử dụng Auray đến từ vị trí của Salaman các bạn ơi. Chúng ta chỉ còn 7 bon thôi. Bây giờ mà mình mà bắt những cái con khác á là chúng ta không còn bon để bắt Asus là chúng ta sẽ thất bại trong cái nhiệm vụ lần này nha mọi người. Ok, thành công đây rồi, mình sẽ không bắt mấy con này đâu. Ui, con này không cho kẹo rồi, lỏ thế, nhưng mà cho cái đĩa cũng được đi. Nãy giờ mình farm cũng được, không có nhiều được kẹo cho lắm. Ôi, ghé tạm qua ngôi làng phía trước tá túc một đêm phát nha. Trời ơi, giờ mình gặp những cái con xịn mình cũng chả dám bắt đâu các bạn ơi. Ui, ông nào đứng ngoài kia nhìn ghê thế. Rồi, nhà thơ ren, lút phát. Quên full đồ rồi, từ, cắt đồ vô đây bớt đi. Lấy cái giường màu đỏ đi các bạn, không cần lấy giường kia đâu. Đĩa thì quá trời luôn các bạn ơi. Rồi, full đồ luôn rồi. Ồ, bánh mì, trời ơi, tôi đang cần bánh mì, cái gì đây? Một cái mũ nether gì đó. Ồ, một số mảnh play. Không biết mấy mảnh này mình đã có chưa, chắc là... Ê, từ, có cái cúp sắt các bạn, đổi liền. Trời ơi. Mình toàn dùng cúp đá với cúp gỗ đó bạn ơi. Giờ mới dùng cúp sắt thực sự nè. Và vấn đề là bây giờ để tôi coi mảnh play nó có. Ui, toàn mảnh giống nhau bạn ơi, lỏ được có một mảnh mới à. Đâu mà được bao nhiêu mảnh rồi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 mảnh đủ cho ta? Chả biết luôn bạn à. Oh my god, tôi cũng chả biết là đủ hay không. Bây giờ tôi cần phải tìm một ngôi đền Asus. À mà ngoài này hoang mạc nữa. Thôi chắc đi tìm ngôi đền Asus trước đi. Rồi sau đó mình mới đi tìm ngôi đền kia mình mới chịu hồi được các bạn. Đó, cần phải có hai ngôi đền. Thì ngôi đền kia toàn trên núi thôi à, cũng dễ. Còn ngôi đền Asus thì ngoài sa mạc này thiếu gì các bạn ơi. Wow, cái mũ ngầu vãi anh em ơi. Ê, từ, ông kia phải ông học chiêu không vậy? Ủa, không phải bạn ơi, trời ơi, lâu quá không nhớ cái mặt ông. Ô, boss. Trời ơi, boss các bạn ơi, đánh luôn nha. Từ mình sẽ đưa con ngựa ra đây, ngựa mới cày lên level 4 mấy rồi. Ui, sao mà đánh lại đây? Oh my god, level 93, trời ơi, ngáo luôn ấy. Sao mà đánh lại? Ui, sao toàn gặp đối thủ mạnh thế này? Hey, mình toàn gặp đối thủ mạnh các bạn à, không bao giờ gặp một cái thằng nào nó yếu bạn, trong cái thế giới này nó quá khó bạn ơi. Level 93 thì chắc mình đánh không lại rồi. Sao mà đánh lại được? Mình mới level 89 là cao nhất à. Thằng quỷ này 93, vãi thiệt. Thôi mình sẽ cố gắng các bạn ơi. Ôi, nó tăng tấn công, tăng phòng thủ. Mình đang bị rối bời kìa. Oh my god, thôi xong rồi, không có tác dụng sao? Chiêu này không có tác dụng à, nó đang dùng bull cup nó búp lên kìa các bạn. Ui, thôi, chào quá. Chào quá bạn ơi. Chắc mình sẽ ra đây mình đi treo Rudon quá các bạn. Thề cây tụi này ghê chứ. Mình lưu chỗ này lại. Rồi mình lưu chỗ này lại rồi nha các bạn. Thôi mình đi treo Rudon cho rồi, ngoài hoang mạc nè các bạn. Thế nào cũng có Rudon à. Bây giờ chắc phải đánh liều thôi. Bây giờ chúng ta chỉ còn có 7 bon thôi. Mà đội hình mình thì quá yếu. Bây giờ chỉ có việc là đi treo Rudon thôi. Ngoài đây lên trên kia là có Rudon chứ gì đâu. Quá đơn giản luôn. Có công thức hết rồi các bạn. Thì cái khu này mình rành lắm. Mấy khu chỗ này là nó hay ra Rudon nè. Khu này là khu Desert Hill đúng không? Khu Desert đúng không? Đây.
Đừng qua River nha, River là không có. À, đi set heal đây rồi, ngồi đứng treo thôi chứ sao bây giờ. Ghét thật sự luôn, bây giờ mình phải đánh bại cái thằng đó mới được. Cay thế. Giờ mình cứ thua hoài không được các bạn ơi, mình cần một cái con nào đó mạnh mẽ trong đội hình. Nhưng mà bây giờ bài toán khó đó chính là chúng ta chỉ còn 7 con thường thôi. Đây là một, thực sự là một bài toán rất khó nha. Liệu nếu mà mình may mắn mình chỉ dùng phân nửa bon là bắt dính Rudon. Nhưng mà vấn đề là bắt Arceus chỉ phải 4 bon đỏ thì cũng hơi căng đấy. Đây, để coi như nào đây. Đó là một bài toán rất khó. Thôi ngồi treo thôi các bạn ơi. Oh my god, một con Rudon đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Rudon xuất hiện trong khu vực đi xích hiệu đây rồi. Oh, nhưng mà con Rudon này hơi lạ nha các bạn. Đây là Rubon, Rudon Robo à, robot gì đó, người máy đó các bạn ơi. Thôi kệ đi, có không đã ăn không bạn ơi. Mà nó ra con gì nó ra đi. Tại vì cái mod này là nó sẽ spawn ngẫu nhiên tất cả các farm nha các bạn. Đó là lý do vì sao mà mình hỏi các bạn muốn chơi mod này không. Vừa việc hóa mà những cái farm nó lại xuất hiện ngoài tự nhiên. Thì á, khó ở một chỗ đó chính là hiện tại mình chưa có gửi mod cho các bạn được. Tại vì các bạn biết vì sao không? Nó đang gặp rất là nhiều lỗi. Đó. Thì để ổn là mình mới gửi mod cho các bạn được ha. Rồi thì bây giờ tôi sẽ bắt con Rudon này. Trời ơi, tôi chỉ có 7 bon thường. Oh my god, đây là một cái thử thách rất là căng não đây anh em ơi. Rồi thôi, thì bây giờ chúng ta phải thực hiện thử thách thôi. Đã chấp nhận. Rudon cổ máy hủy diệt à. Tưởng robot chứ. Eslat nè. Kéo máu nó được bao nhiêu hay bấy nhiêu anh em ơi. Mà con Rudon chắc không đánh được Charizard đâu. Nhiều khi nó dùng chiêu mấy chiêu hồi đá nó ném thôi chứ. Ừ, ánh nắng chói chang. Ồ, nó bật Sunny lên rồi kìa. Ồ, nó sử dụng chiêu nó bắn lên vậy. Nhưng mà có vẻ như là Charizard nó né được. Không ảnh hưởng đến Charizard các bạn ơi. Charizard giống như là khắc chế cứng của Rudon gì đó. Nhưng mà nó chỉ sợ mấy chiêu hồi đá của Rudon thôi. Những cái chiêu thường của Rudon, chiêu độc quyền Rudon đánh còn không trúng cái con Charizard này đâu mà sợ cái gì các bạn. Trời ơi, động đắc thì làm cái quá gì tôi. Ừ, chú em xong rồi, mình sẽ cố gắng kéo máu thành máu đỏ đấy. Cái tỷ lệ bắt nó sẽ cao hơn rất nhiều nha các bạn. À, nó sử dụng động đắc này, con này bị ngu rồi. Ôi trời ơi, thế thì không phải lo rồi các bạn ơi. Cái what the hell, nó sử dụng chiêu gì nó hồi máu vậy? Ủa, sao cái chiêu độc quyền nó lại có thể hồi máu được ta? Ảo vậy? What? À, nó dùng chiêu rest. Ngủ đông. Chiêu ngủ đông này nó để họ à, nó đang ngủ các bạn. Thôi được rồi, mình sẽ ném bon để tránh cái việc nó. Mình sẽ gọi là hên xui thôi các bạn ơi. Dính không, dính không, dính không. Uầy, một bon này mà dính là chắc mình thành thằng luôn các bạn. Rồi, nó hết ngủ rồi, ok đó. Ném bon để chúng ta câu giờ, đừng có cho nó ngủ. Mà thằng quỷ này nó ngủ để nó câu chiêu của mình. Thằng này cũng khôn phết đấy. Tưởng đâu ban đầu tưởng nó ngu. Thằng này nó cũng biết đánh đấy các bạn. Con này nó cũng biết đánh đấy. Không có ai huấn luyện, không ai điều khiển, nhưng mà nó vẫn biết dùng chiêu hợp lý phết. Công nhận là tụi này bây giờ bắt đầu thông minh hơn rất là nhiều ngày xưa luôn ấy. Căng dữ, tôi còn mỗi một chiêu S-Slash thôi các bạn ơi. Con này thì tỷ lệ bắt nó sẽ hên xui đi các bạn. Tại vì mình không biết nha, còn mấy con Rudon thường mới khó bắt. Còn con này chắc dễ hơn á. Thôi tôi xong rồi, hết chiêu rồi. Flamethrower thì đâu làm được gì đâu. Kéo được tí à. Thôi coi có hơn không các bạn à. Cái what the. Không được rồi, không được rồi. Mày ngủ đúng không? Ok, mày ngủ đúng không? Salaman của mình hết máu nữa chứ. Lỏ vậy. Hình quá có chơi táo hồi được tí. Outray nè con. Mày ngủ nó đi. Mày ngủ nó đi. Ôi thằng này nó trâu ghê các bạn ơi. Nó đã trâu mà nó còn ngủ nữa. Outray nè con. Ừ, một hit nữa em ơi. Hay quá Salaman. Ơ kìa. Khó chịu vậy. Ừ không sao. Outray đánh được 2 lượt mà. Nó ngủ nó chỉ hồi được có một lần thôi. Lần này mình sẽ kéo nó hơn 50% máu cho coi nè. Chắc cứu luôn các bạn. Yên tâm, tin mình. Hãy tin tưởng ở tôi. Ok, sao nó ngủ mà nó vẫn đánh được mình các bạn, cay thế. Chiêu red hình như chắc cũng có nhiều chiêu đấy các bạn ơi. Đừng có ngủ nữa. Kìa. Thời khó chịu vãi con này. Lần này thì thôi chắc mình sẽ không có đánh nữa đâu các bạn. Bắt luôn các bạn ơi, cay quá. Nó cứ ngủ hoài đánh. Không, nó bắt tử luôn. Oh. Oh my god. Cái gì đây? Wow. Wow. Wow man. Wow. What? Trời ơi, tôi chỉ với 2 bon đỏ. Oh my god. Holy crap. Đỉnh thật sự bạn ơi. Uầy, có Rudon luôn các bạn ơi. Mày thế, nãy bắt ngay giữa trưa, giờ trời tối mới bắt dính nữa các bạn. Thằng quỷ này nó câu giờ ghê luôn các bạn à. Thôi được rồi. Đi ngủ, sáng mai tôi sẽ xử bên kia. Tôi sẽ xem coi là cái con này nó có mạnh hay không nha các bạn. Oh. Quá là dữ luôn các bạn ơi. Đỉnh thật sự ấy. Giờ mình sẽ check thử con này thử coi.
Durest. Pokemon đi ngủ trong hai lượt, chiêu thức này phục hồi hoàn toàn HP của Pokemon và chữa lành mọi tình trạng và trạng thái. Ồ, hay vãi. Chiêu này là Pokemon sẽ tấn công Pokemon đối thủ bằng cách thể hiện sức mạnh của vùng đất trong những lưỡi kiếm bằng đá đáng sợ. Động đất, gây ra một trận động đất tấn công mọi Pokemon xung quanh nó. Mud Shot, tấn công bằng cách ném một cục bùn vào mục tiêu. Chiêu thức này cũng làm giảm chỉ số tốc độ của mục tiêu. Con này thiên về tấn công đặc biệt. Oh my god, mạnh dữ vậy. Trời ơi, công đặc biệt thì có chiêu Mud Shot. Nhưng mà để coi coi, tấn công Physical của nó cao hơn tấn công đặc biệt nữa. Ảo vậy. mình sẽ thử thằng quỷ này cho các bạn xem. Thằng này đại đấy, hãy đại đấy. Nãy là mình thua đúng không? Giờ mình mạnh lên rồi các bạn. Rudon nè. Ui, Urshifu, Urshifu. Động đất nè con. Giỡn mặt hả mày. Ôi, thằng này trâu phết đấy các bạn. Nó level 93, mình level 70. Ồ, cũng căng đấy. Có khi nó đấm mình tới công chuyện. Tuyệt kỹ độc quyền các bạn ơi. Lưỡi kiếm đá. Ồ, có vẻ như không có tác dụng mấy. Toàn rồi, hình như con quỷ này. Cái con Urshifu này nó là hệ khác các bạn, chứ nó không phải hệ cơ bản đâu. Giống như con mấy cái con mà mình bắt vậy đó. Giống như con Salamence vậy đó các bạn. Rudon này nãy mình chưa có check hệ nữa. Không biết nó có thêm hệ gì vô hay không đây. Ờ, nhưng mà có vẻ như mình xử con này dễ dàng. Tại vì chỉ số của Rudon rất là trâu các bạn à. Ôi. Tại vì mình sợ bắt không dính nên là mình không đi bắt mấy con huyền thoại thôi. Nhưng mà rất là may là chỉ với 2 bon thôi. Cũng may là nó ngủ đấy. Nó đi ngủ thì tăng tỷ lệ bắt hơn nhiều luôn. Ok. Ây da. Dynamic Pin. Cú đá đi đau đấy anh em ơi. Thôi toàn rồi rồi. Rồi thôi xong rồi. Rudon vẫn không trụ được với con Urshifu này. Nó mạnh quá. Oh, con gì vậy? Monchet God. À, Monchet God hả mày? Thằng các bạn ơi, thằng đẻo luôn ấy. Ui, thôi toàn rồi, mấy con này sao đánh lại? Eslat nè. Tán kìa, nó tán một cái là đi luôn đó chứ. Hên quá, còn mắc revive. Hồi khứa Rudon lại các bạn. Ném bùn mày nè con, mày bay đi. Mày thích bay không? Ơ, ném hộp à? Thế thôi, dùng lưỡi kiếm quét lên trời luôn. Lưỡi kiếm quét lên trời được không? Oh my god, thôi toàn rồi. Chiêu này có vẻ như là tránh được rồi bạn ơi. Mình cũng tránh được luôn. Monchet đã sử dụng Hurricane. Ủa, nó không ảnh hưởng. À, nó không ảnh hưởng. No. Thế chiêu này thì sao? Thôi toàn rồi. Nãy dùng con Salamence ngon hơn bạn ơi. Thôi xong rồi, không có chiêu nào ảnh hưởng tới con nó hết giờ sao? Vãi. Ok, dùng chiêu này hồi máu thôi các bạn. Chết tiệt. Mấy chiêu này không có tác dụng gì với cái con này luôn rồi. Toàn rồi bạn ơi. Giờ sao ta? Giờ có cách nào để mình hạ được cái con Monchet này không? Mình đang ngủ bạn. Sao cái chiêu độc quyền này nó không ảnh hưởng ta? Oh, không ảnh hưởng thật luôn các bạn ơi. Thôi toàn rồi. Mình phải xử lý đi vào lòng đất rồi. Khó rồi. Thôi chạy đi. Tôi sẽ đi mua cái mắt revive tôi chơi lại sau. Cái công nhận thì Rudon nó mạnh thật đấy các bạn. Nhưng mà Rudon nó không có làm được gì hai cái con đó các bạn. Hai con nó hệ gì ảo vậy. Với lại nó bay nữa. Rudon mình chỉ có mỗi hệ đất thôi các bạn à. Ok, mình mua thêm 2 viên mắt revive. Cũng như là mình hồi máu lại cho tụi nó rồi. Giờ lần này mình sẽ đánh lại. Mình sẽ đưa con Salamence ra trước. Nhưng mà kết liễu con này bằng Rudon đấy các bạn ơi. Dùng chi ném bùn thấy có tác dụng hơn ấy. Tại vì cái thanh chỉ số đặc biệt nó màu xanh. Nhưng mà tuy là nó thấp hơn cái chỉ số đam sát thương vật lý. Nhưng mà nó là màu xanh nên là mình sử dụng những cái tuyệt kỹ mà nó thiên về sát thương phép á. Nên là nó sẽ mạnh hơn các bạn. Mình mới biết cái điều đó luôn bạn ơi. Ảo được đấy. Rồi con này chắc không làm được gì đâu. Giờ nên là mình sẽ hy sinh nó. Đó mình sẽ lấy con Salamence ra. Salamence thì nãy bị ném ra bị trừ hơn tí máu rồi. Salamence thì dùng chiêu Array đủ ăn con này rồi. Vấn đề là nó không có đủ máu để mình nó trụ. Để coi trụ được hay không nha. Ồ, nó không đủ máu thật các bạn ơi. Một hit nữa. Đây rồi, hạ được rồi các bạn. Yes. Ồ, vẫn còn à. Ồ, mấy con này yếu lắm các bạn ơi. Không sao. Con này mình xử trong một nút nhẹ các bạn à. Nó không làm được gì mình đâu. Ồ, yes. Cái cũng quên rồi. Trận chiến quá là khốc liệt luôn. Không có nhiều bon nên là chỉ sở hữu được những cái con mà mình có thể sở hữu thôi. Ui. Ảo đi. Thằng này ảo thật ấy. Flamethrower nè con. Hung lửa nè.
Mày ngon mày đấm đi. Mày đấm được không? Anh bay rồi. Khách chơi trứng đấy chú em. Chú em. Oh, được Master Ball bạn. Vãi. Master Ball. Nhưng mà Master Ball hả? Ném bỏ luôn. Có dùng được đâu mà dùng. Dùng chỉ được mỗi ball thường nữa các bạn ơi. Ồ, được mấy miếng play nữa. Trời ơi, cái miếng cũ nữa. Trời ơi, làm tôi đánh mệt thấy bà luôn. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi mọi người ơi. Trời ơi, một ngôi đền. Oh my god. Đã đến lúc rồi. Giờ mình sẽ quăng những cái đồ linh ta linh tinh bỏ nha. Ê, đồ ăn đừng bỏ. Xíu chúng ta còn di chuyển nữa. Ok, mình sẽ quăng mấy cái nguy hiểm của chúng tôi hả? Quăng hết. Rồi, được rồi, nhiêu đồ rồi. Trời ơi, còn bị thách đấu nữa. Thách đấu không? Thách đấu không? Thách đấu không? Trời, đánh chậm vậy. Sao làm anh chậm quá nha các bạn. Rồi, ok, giờ mình sẽ lấy ra để coi đủ không nha. Tôi cũng chưa biết nữa. Rồi, sau đó mình sẽ đi tìm cái ngôi đền kia nữa là xong. Ok, lấy hết play ra trước đi. Thì mỗi một miếng này chúng ta chỉ đặt được một lần thôi nha mọi người. Đây, để đi xuống. Này hết, xài rồi. Cái nào hết dùng được thì cứ vứt lên trên. Vứt lên trên hết. Rồi, này để xuống. Đây rồi. Đỉnh chưa anh em? Đấy, đủ cho ta, mình cũng chả biết đủ chưa hay chưa nữa. Thêm nè. Thiếu cái nào nữa ta? Ba cái này nữa, bốn cái này nữa thì phải, chả biết nữa. Cứ để vô đi các bạn ơi, đủ thì nó sẽ tự động biến hình nè. Ê! Vẫn còn thiếu một màu. No! À đâu? Đủ rồi. À đủ rồi. Oh my god. Đây rồi. Chúng ta chuẩn bị được một cái chìa khóa nha các bạn. Đây là cái ngôi đền của đấng sáng tạo để chúng ta lấy cái chìa khóa. Đấy, sai ơi, tuyệt vời luôn. Chìa khóa sắp được ban tặng cho chúng ta rồi. Oh. Ten. Và đây là chiếc chìa khóa của để cho mà triệu hồi được đấng sáng tạo nha. Còn lại những cái mảnh play thì chắc đem theo đi. Có gì mình sẽ dùng trong tương lai đấy. Rồi bây giờ việc tiếp theo là đi tìm ngôi đền nữa là xong. Ok, và chuẩn bị dùng 5 bon bắt đấng sáng tạo. Không biết là có bắt chính được hay không nữa thì còn phải trông chờ sự may mắn nữa các bạn ơi. Rồi, giờ đi tìm ngôi đền kia thôi. Ồ, ngôi đền kia ở đâu cũng chả biết nữa các bạn ơi. Đằng đây có một ngôi làng nè, chắc tá túc tại đây quá. Tá túc tại đây đêm nay vậy. Cuối cùng thì sau bao ngày còn lại thì mình đã tìm thấy được cái ngôi đền này nha mọi người. Thì ngôi đền này để triệu hồi đấng sáng tạo nha. Và chúng ta không có Master Ball, chúng ta phải dùng cái này. Oh my god, đây là một cái điều rất là đánh liều đó mọi người ơi. Thôi, ăn thua, ăn hên xui mày rủi thì còn nhờ vào cái sự may mắn của mình nha mọi người. Ấy, đây rồi, chúng ta đã triệu hồi thành công rồi. No, vãi, mình tưởng bị crash game các bạn ơi. Đây là con gì đây? Ấy, nhưng mà pha lúc nãy bị lỗi thật các bạn ơi. Thôi là mình không bị crash game ấy. Nhưng mà mình đã bị văng ra ngoài này rồi. Và chúng ta có thể thấy được đây là một con đấng sáng tạo. Gì đây? Oh my god, tôi không hiểu. Đây là đấng sáng tạo gì luôn ấy. Ui, nhưng mà nó đứng trên thiên hà nữa các bạn. Vậy là đây là đấng sáng tạo thật sự rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đấu với nó các bạn. Eslat level 70. Mạnh thật các bạn ơi, không đùa đâu. Tôi cứ tưởng đó là nó chỉ level 70 mà tôi dùng con level 85 tôi đánh là tôi sẽ ăn được. Nhưng mà không anh em ạ, con này mạnh thật anh em ạ. Không đùa được nha. Mạnh thật ấy. Nè, lấy mấy con 45 ra chắc nó tán một cái là đi luôn ấy. Ok, lấy Salamanh thì sao? Fly. Mạnh thiệt nhanh em, không có đùa được em ơi. Ê, không được đâu, không đánh đùa được đâu em ơi. Con này mạnh á. Ê, đúng là sáng tạo có khác nha, chỉ số rất là vượt bậc luôn nha. Outray nè. Ui, Outray mà không kéo được bao nhiêu máu của nó luôn kìa. Vậy là con này nó mang hại gì mình cũng chả biết luôn các bạn à. Đó là một đáng sáng tạo, là một cái gì đó rất là cao cả rồi, nên là mình cũng chả biết nó là hệ gì luôn. Và sức mạnh nó như thế nào thì không ai biết được luôn các bạn. Mà công nhận nó mạnh thật. Nó mạnh thật, không phải mạnh đùa. Thằng này thì không đùa được rồi các bạn ơi. Ê, nhưng mà nó mạnh đấy. Rồi mình sẽ bắt nha, mình còn 5 bon các bạn ơi. Trời ơi, liệu sự may mắn của tôi có dồn hết vô cái ván bài này hay không đây. Chúng ta chỉ còn 5 bon thôi. Đây là một gọi là thử thách rất là hên xui may rủi của mình. Tại sao mình có thể dám nhận được cái thử thách này đây. Trời ơi, con này là vẫn là đáng sáng tạo, có cái nó khác cái hình dạng thôi nha các bạn, chứ không phải là con khác đâu. Nó vẫn là đáng sáng tạo nha. Và chúng ta có thể thay cái play cho nó. Xíu mình mà bắt được đó mình sẽ thay play cho nó. Còn vấn đề bắt được hay không thì oh my god, tôi còn có 2 bon thôi. Thôi xong rồi. Quả này, thôi xong rồi, quả này không dính là còn một bon duy nhất á. Thôi xong rồi anh em ơi, một bon duy nhất. Là nếu mà mình bắt không được là mình sẽ thua cái thử thách này. Và nếu mà mình bắt được là mình sẽ là người đầu tiên bắt đấng sáng tạo bằng bon đỏ.
Một cái ca này khá là căng nha anh em. Thôi cũng đành phải bắt thôi các bạn ơi, chứ bây giờ làm sao đây? Tôi còn đúng một bon duy nhất nè, thấy không? Thấy số 1 không? Thôi, liều vậy. Một bon cuối cùng. Yes! Đây rồi. Không thấy tin nữa anh em ơi, chỉ với một bon. Oh my god. Và văng game luôn. Crash game luôn. Oh yeah. Rồi mình đã vô lại được game nha các bạn. Bây giờ mình cùng kiểm tra xem coi là Oshet nó có mạnh hay không đây. Trời ơi, con này không mạnh thì con nào mạnh nữa các bạn ơi. Các bạn xem này, level 70, 938 máu. Oh my god, hỏi sao mình đánh nó không thấm gì hết trơn. Ôi, đây là cái hình dạng đúng nhất của đấng sáng tạo luôn các bạn à. Tại vì đấng sáng tạo nó... Ủa, dạ? Con huyền thoại xuất hiện luôn kìa. Volcanion. Volcanion, đâu, sao mình không thấy ta? Mình vừa mới bay ra đây nó xuất hiện luôn nè. Nhưng mà, ủa, từ từ nha. Nó khu nào vậy? Khu này là khu khu này Desert Hill rồi. Nó xuất hiện khu Desert các bạn ơi. Thấy đâu, điêu vậy? Đi quá. Rồi, đây, con đắng sáng tạo nó sẽ có rất là nhiều hình dạng nha các bạn. Chứ không phải mỗi một hình dạng như là cái con kia đâu. Đây là một hình dạng của nó, là một hình dạng thần của nó các bạn. Hình dạng kiểu như là thời xa xưa luôn ấy, thời thượng cổ đó. Đó, hình dạng thượng cổ của nó. Và con này là hệ thường các bạn. Và mình có thể gắn play cho nó. Có chiêu Hyper Void Punishment. Chiêu này là mục tiêu càng tăng sức mạnh với các thay đổi về chỉ số thì sức mạnh của chiêu thức này càng lớn. Tức là mục tiêu nó càng búp mạnh, càng mạnh dữ vô thì mình dùng chiêu này là nó chết queo luôn. Hồ, hiểu nôm na là vậy. Đó, và nó rất là mạnh nha. Simic Jock. Mục tiêu được ném bằng sức mạnh của trọng lực. Nó gây sát thương tương ứng với cấp độ của Pokemon. Wow, cấp càng cao đánh càng mạnh. Con này tấn công 600 mấy, tấn công đặc biệt 600 mấy. Quá mạnh. Ủa đâu rồi? Thực sự phải nói là quá đỉnh. Nếu mình gắn cái này vô thì sao? Nó có đổi màu gì không ta? Chả thấy nó đổi màu gì hết. Nó chỉ đổi hệ thôi các bạn. Con này là cái quái thú các bạn ơi. Quái thú rồi. Quái thú vùng Dark Pixelmon rồi các bạn ơi. Thì nói chung là mình đã hoàn thành thử thách rồi các bạn. Chỉ với 10 bon thôi nha các bạn. Thì 10 bon thì chúng ta không làm được gì nhiều. Chúng ta chỉ có thể bắt được một số con bình thường như thế này thôi. Và cũng may là cái quả bon cuối cùng chúng ta bắt được Arceus các bạn ơi. Phải gọi là ngàn cân treo sợi tóc luôn ha. Rồi thì chắc video cũng tới đây thôi. Và nếu các bạn thích cái video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh và nhấn bấm vô cái chuông nha các bạn. Và nếu các bạn thích muốn mình làm tiếp những cái thử thách nào thì có thể đặt ở dưới phần bình luận. Mình sẽ chấp nhận hết tất cả các thử thách của các bạn về Pixelmon luôn nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành nha. Bye bye. Thử thách lần này hơi căng đấy. Nhưng mà tôi đã hoàn thành rồi. Cũng ok phết chứ bộ đúng không? Rồi bye bye. Đừng quên ấn nút đăng ký bấm vô cái chuông nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.